Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nam ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem qua set đồ của các thủ gà con nam ơi. Ngày hôm nay thì sau khi trận thống kim ngày hôm nay thì gà con được cho mình đó là top 10 với 93.000 điểm, 93.037 điểm và giết 353 người, giết NBC 3 và tử vong 27 lần liên chạm 66. Rồi cho anh em xem gà con ở bên mày giáo cho mọi người. Thì ngày hôm nay thì gà con sẽ như thế nào đây? Anh em cùng xem set đồ của gà con đây. Gà con hiện tại đang sử dụng mình đầu tiên nhìn đẹp đẹp đó là con bông tiêu. Phần thưởng khảo nghiệm cao thủ. Top 1 cao thủ nè mà, quá dữ luôn. Top 1 hình như là top 3. Ngon, top 3 đủ top cá nhân nè mà, top 3 đủ top cá nhân. Quá dữ. Top 3 sao á? Rồi. Top 3, top 1 đang khảo không nhớ nữa. Như là top 1 nhớ là top 1 thì phải. Tại vì vừa rồi đủ top vừa rồi khảo không có làm video khảo không nhớ rõ nữa. Rồi tiếp theo là một cái nón 2540, nón 2540. 2540 nón xanh khá đẹp. Một cây vũ khí 1940, có cho mình là 80 chón nha, 80 chón. Và một cái áo 40, sinh lực 23. Một chuyện kháng cả 11, kháng độc 15. Một cái tay làm chậm 40, sinh lực nỗ lực. Một ngọc bội làm chậm 40, sinh lực 119. Một nhẫn kháng lôi 17, sinh lực 125. Một loại lưng kháng độc 17, sinh lực 153. Một cái nhẫn kim sinh lực 160. Một nhà đôi giày kháng lôi 23, tóc 32. Đó, thì tổng sơ qua thì sẽ đồ như thế này quá đẹp anh em ơi. 80 chón nha mọi người. Rồi. 80 chón, 80 chậm và có cho mình lượng kháng hỏa khá là đều. Lượng kháng hỏa chỗ này thì khá là cao, kháng hỏa này là 19, như này là 11 là 30, 30 như này nữa. Kháng hỏa được 55, kháng hỏa được 55. Kháng hỏa được 55. Lượng kháng lôi thì được tính ra cái này kháng lôi được cho mình là bạn lộn bên rồi kìa, nhắn này bạn lộn bên rồi, nhắn này phải băng lên trên em ơi. Nhắn này nhắn mặt phải băng lên trên nha. Còn bỏ dưới này không kích nữa nè. Nhắn mặt nó bỏ dưới không kích. Nhắn này mang lộn lộn bên rồi. Cái gì mất mười mấy tháng lôi cái nhắn. Rồi, nhắn trên này không sao mà cái nhắn này nằm trên nha. Nhắn mặt nằm trên thì nóng thủy và vũ khí thủy nóng kích nha nè. Thì nhắn này nằm dưới không kích được. Nhắn này nằm dưới không có bao tay thủy, không ngập bộ thủy nên đây mang lộn mà. Rồi. Chung tổng sách đồ của cao thủ gà con thì khá là chất nè mọi. Với hạng 24. Và ạc này Khải tìm hiểu sơ qua, ạc này là mắt sách vỡ nha nè mọi. Mắt cho lắm một tịch nha nè. Hiện tại là hơn người ta 15 cấp. So với hiện tại bây giờ là ví dụ như Khải 111 thì bên gà con đang có cho mình 126 cấp nha nè. Tại vì mắt cho lắm một tịch nha mọi người. Rồi mắt thêm bánh cống nghiệp phụ dung nữa thì có thêm 4 cấp nữa nha nè. Thì ăn nói chung ạc này sơ qua thì mắt sách vỡ rồi, nói chung là khá là khỏe. Thì tổng sách đồ này Khải nghĩ thì sách đồ này cũng trên dưới hơn 1 triệu thôi nè mọi. Không tính người thì set đồ này trên dưới 1 triệu nè. Tại vì vừa rồi set đồ này cũng giống như từng đó set đồ của võ đăng của Khải vừa rồi thôi. Vừa rồi thì Khải cũng set đồ như thế này, kháng cả 11 các kiểu, kháng cả 10 chứ. Rồi nó của Khải thì 2340, vũ khí Khải là 1340. Rồi áo là Khải cũng kim và bao tay họ ngọc bội họ nhóm mọc này nói các kiểu thì nói chung này. Tới set này hơn kháng họ được Khải vài kháng họ thì nói chung set này hơn 1 triệu nè mà. Kèm với ngựa này hiện tại server hơn 10 triệu nè mà. Tính ra sơ qua tổng set đồ này con ngựa này giá trị nhất nè mà. Cả đồ cả đặt con ngựa này trên đồ thì ạc này trên giá trên 10 triệu nè mày. Cả set đồ với lại ngựa này nó ạc này trên 10 triệu nha. Chung là vừa rồi thì với ạc này đang có top cá nhân Khải nhớ nhầm là top 3 thì phải. Tại vì Khải không để ý lắm. Một top 3, hai top 1 nè mày. Tại vì cái phần thưởng top 1, 2, 3 nó tương đối giống nhau nè mày. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên ở lại cho cao thủ gà con này một like chia sẻ ủng hộ cho nè mày. Tính sơ qua thì cái này chỉ mới đồ nha nè. Chỉ mới đồ là 10 triệu nè mày, chưa tính ạc nha. Chưa tính ạc nha nè. Đó. Đúng rồi. Chưa tính ạc. Anh này mắt sách vỡ rồi. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên để lại cho cầu thủ gà con một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Nội tiền sách vỡ không, mắt sách vỡ không, mắt cái tiền vỡ long một tịch không đã hơn 5 triệu anh em ơi. Nội tiền sách không là hơn 5 triệu. Đó là mới tính vỡ long một tịch đó, còn tại tiền cân nữa chưa tính anh em. Trong sách đồ này sinh lực khá đẹp, nhẫn 16, 125, 153, rồi 23, 58. Này không có. Nói chung là lượng sinh lực cũng khá tương đối đẹp. Rồi. Anh em xem video đừng quên để lại cho video cao thủ gà con một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ rồi nha năm. Rồi, ngày hôm nay Khải được top 10 thôi. Hôm qua Khải có soi đồ, Khải đang top 7 á. Anh em xem lên YouTube anh em xem nhé.